Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Cường Nguyễn sẽ mở một hộp báo về nói về vấn đề giới trẻ và văn hóa. Giới trẻ và văn hóa. Xin chào Cường Nguyễn. Theo tôi nghĩ thì giới trẻ hiện nay là mỗi người có một cái sống, mỗi người một lý tưởng. À vâng, thứ hai. Không nghe cả. Đâu có phải ai cũng nghe đâu. Bây giờ nó thay đổi nhiều rồi. Còn văn hóa hiện nay thì tôi thấy là nói chung là tôi thấy ta học Tây nhiều chứ còn Tây học ta thì chưa có ai. Vâng. Thật sự thì theo tôi nghĩ là hãy để cho những người Tây học mình. À vâng, thứ hai. Còn ta học Tây thì ví dụ như văn hóa trả đạo chẳng hạn thì chúng ta cũng được xây dựng những cái gì cơ sở là chuyển lên một cái đạo gì đấy. Ví dụ như đi vệ sinh cũng phải có cái đạo của nó. Tất cả những cái gì mà xấu, nó xấu thì chi tôi lại. À vâng, à, thì, à, theo tôi nghĩ là các bạn gái hiện nay là có cái xu hướng chỉ chụp mỗi phần trên thì không chụp phần dưới, chỉ chụp mỗi mặt không, có là phải là các bạn ấy muốn tiết lộ, muốn giữ bí mật cái gì không ạ? À, theo tôi biết thì đấy là bởi vì người ta nói chung là lưu những kỷ niệm ngày xưa thôi. Sau này già đi có thể xem lại xem thế nào, xem độ xinh gái như thế nào, tất cả đều nói chung là tùy từng người, ai thích gì thì làm đấy, chứ còn thật sự thì nó là một cái gì đó truyền bá từ phương Tây của chúng ta. Anh em thoải mái. Anh nói rất đúng. À, theo như quan điểm của tôi bây giờ có, theo như anh là có phải là con gái chỉ thích những thằng yếu lão quần bó cho chim không? À, cái điều đấy thì tùy từng cô thôi. Đâu về cô nào cũng thích quần bó chặt chim. Mang những cái bệnh về. Về nói chung là về đây đây. Giang Mai đúng không ạ? À, hôm nay tôi cũng giới thiệu một câu chuyện về nói về cái cục sổ tất đi. Vâng. Sự thì ngày xưa tôi đi bắn chim. Thế là tôi thiếu một viên đạn. Thế là tôi gặp, tôi tìm hòn đá nhưng mà thấy thì tôi bắn cho chim. Tao nghĩ ra, ôi cái gì cứng thế nhỉ? Ôi cái chó đúng không ạ? Cái chó không ạ? Ôi, anh rất là một thiên tài. Rất giỏi. Thì có người hỏi thế tại sao chó ăn ớt mà người ăn thịt chó rất là ngon. Thì có những thứ mà con người không thể tiêu hóa được, còn chó có thể tiêu hóa được cái đấy. Vâng, rất hay. Nên thật sự là trong cái ớt con chó thì nó thật sự là nó không còn chất nữa, nó cô đặc. Nó cô đặc đến nỗi là như cục đá. Các bạn thấy đấy. Như cục đá, các bạn để ý xem. Kể cả mà chó mà nhai túi bóng vẫn tiêu hóa bình thường. Vâng, người nhai túi bóng vẫn tiêu hóa bình thường, rất hay. Anh thử giải thích cho tôi về định nghĩa về giấm được không ạ? Định nghĩa về giấm thì là xuất phát từ đáy lòng và nó đẩy ra từ đấy đây. À, theo như các câu nói của các cụ từ thời xưa vẫn truyền là, tôi đọc nhá, giấm là hơi thở của đáy lòng, tâm hồn của cứt. Quả giấm là của trời cho, ai mà không đánh ốm ho gầy còm. Đấy, đấy. Cái đấy, điều đấy không. Giấm thì nó cũng thể hiện là người có bệnh tật hay không. Thật sự thì người mà đánh giấm càng to ấy, khả năng là bệnh tật rất rất ít. Như anh, ngày anh đánh giấm mấy trăm quả? Ngày tôi trung bình thì khi nào mà tôi bụng nó yếu thì khả năng là cũng chỉ đến 2-3 nghìn quả thôi. Vâng. Chúng tôi thì khỏe đúng không? Vâng. 2-3 nghìn quả là theo tôi nghĩ là 2-3 nghìn quả chắc là lúc nào ông phải đánh giấm cứ tiền đúng không? Không, tôi đánh giấm thì tôi nó chịu thật sự là tôi đánh giấm tam đang xịt nó xịt, nhưng mà có những lúc mà nó ức chế quá thì tôi khả năng tôi có thể tạo ra giấm để giải tán đám đông không ạ? Ôi anh rất là tài, đúng là thiên tài. Còn cái loại mà theo chúng tôi nghiên cứu thì chúng tôi cũng đi sâu ở giấm để chế tạo bom hơi giấm, không phải bom hơi cay đâu. À vâng, anh rất giỏi. Thật sự là nó chỉ là có không mùi, à có mùi nhưng mà không nhìn thấy. Vậy thì các bạn thử xem,
À vâng, thứ hai, à có phải bây giờ là anh đang định sáng chế ra bom nguyên tử dạng rắm để đấu với Trung Quốc không ạ? Vâng, cái điều đấy thì sao anh biết? Đấy là phát minh gọi là phát minh vĩ đại của anh. Có thể làm cho cả đất nước Trung Quốc hít phải khí CO2 mà chết đúng không ạ? Ừ. Rất giỏi. Khí gọi là khí mùi trứng thối đấy. Ok. Bây giờ Trung Quốc đang chiếm quần đảo Hoàng Sa của anh và anh đang phát minh ra vũ khí tối tân nhất thế giới mà không bị thế giới chê trách và phản ánh. Đó chính là bom nguyên tử rắm. Rất hay. Theo tôi nghĩ thì Hoàng Sa, Trường Sa thì nó chỉ là một cái đất thôi, chứ còn thực tế nó thuộc về ai thì người ấy biết thôi. Đương nhiên là nó sẽ thuộc về Việt Nam, nhưng mà Trung Quốc đã chiếm giữ hầu như gần hết quần đảo Hoàng Sa của chúng ta đúng không ạ? Cái đấy thì chắc phải trùng máu, trùng rắm thì sản xuất nó kinh phí là hơi đắt. Đắt đỏ nên Việt Nam không biết có thể chi phí được không. Nhờ bên Mỹ chắc ai sang vài tỷ đô la để chúng tôi nghiên cứu thế nào chứ. À vâng, thứ hai. Có gì là anh chuyển nhượng cho tôi qua tài nhân. Ok, tài khoản rắm của chúng ta. Chúng ta hôm nay chúng ta sẽ chuẩn bị làm một cuộc thi là Vimin Idol, nghĩa là vâng, những ai mà đánh nhắm to, đánh nhắm nhiều này sẽ được thi cuộc thi Vimin Idol. Ồ, rất hay. Vâng. Vâng. Theo tôi nghĩ thì anh cũng có thể là một khả năng là Vimin Idol. Ồ, quán quân đánh giám. Ừ. Ồ, rất hay. Thế mỗi ngày tôi đánh giám tầm 5.000 quả chắc được vào quán quân nhỉ? Đúng không? 5.000 quả thì tôi nghĩ là nó hơi ít. Trên thế giới có người đánh giống như 1 triệu quả trong vòng ngày. Nhưng mà khả năng đánh giám quá đẳng cấp đúng không? Vâng, chỉ 5.000 quả rồi.